Rồi, hello. Chào tất cả anh em đam mê môn chim ri. Đam mê môn chim trời nha. Thì hôm nay dạng đi bẫy lưới tàng hình nè. Cái bầy chim này về ngủ đông quá. Bữa hôm dạng quýnh mà nó cứ dội dội ra đó dội lui hoài à. Rồi bữa nay dạng tức quá, dạng lấy lưới tàng hình dạng bẫy luôn. Đây. Đó, lưới tàng hình này dạng chùm hết trơn cái khu này luôn nha, từ đây qua đó luôn đó. Qua tới bên đó luôn nha các bạn ơi, khỏi luôn đó. Đây thì đi có vũ 572 nghĩa nghĩa quê lóc đó, nghĩa quê lóc. Còn anh Quân, anh Phấn, nhiều người lắm đó. Để mình lên quay các huynh đệ cho anh em xem nha. Tối nay dạng sẽ gửi chim quay cho các cô chú anh chị xem. Nước thì nó ngang đầu gối à các bạn ơi. Nè. Nước ngang đầu gối à. Nó ngủ cỏ thì rất thấp, nó ngủ cái cây này nè. Cái cây cỏ này nè. Đó, nó ngủ cây cỏ này. Dạng quýnh là dạng quýnh bít hết trơn cái đám này luôn, là tối nay nó không có chỗ nó đậu luôn nha. Thì đầu video dạng cũng chúc sức khỏe đến các cô chú anh chị nha. Đó, dạng quýnh hết trơn lưới tàng hình dòng hết trơn luôn nha các cô chú anh chị, nó ngủ thấp nhũng à. Đó thì dạng vừa trải lưới xong thì trời giác này cũng sắp sửa về tới rồi các huynh đệ ơi, sắp sửa chim mới về tới đây rồi nha. Đó thì thôi giờ dạng vô núp ở trong kia để ra đây xem nó nghe các cô chú anh chị. Đó, mấy đại ca ngồi trong kia kìa, rồi uống nước rồi, vô ngồi uống nước rồi, nguyên một rừng rau nhút luôn nha. Nè, rau nhút gì ngộ lắm nè, nguyên một rừng rau nhút luôn, rau nhút mênh mông. Ở đây ốc bu cũng còn nhiều lắm nha các cô chú anh chị. Để dạng lội vô thì dạng dân cái tấm lưới cách bờ chắc cũng khoảng 30 mét. Cái này là nguyên một cái bào. Đó. Giờ đi bộ ra đó coi hả? Giờ đi bộ ra đó coi hả? Có ghe không? Hả? Cái bên đây lội bộ được mà. Hai kêu nó chống ghe qua. Kêu nó chống ghe qua. Thì ghe đậu đây mình xuống đây chạy thẳng. Thôi ông đi đi à. Ông đi đi. Ông đi bộ đi. Thì kêu chứ anh biết quýnh chim mà sao anh không xuống anh văng với người ta. Ô mà lội vô đó văng với người ta đâu. Mấy anh đủ sợ. Mấy anh sợ đĩa, sợ này, sợ kia. Quậy trở lên liền ha. Lúng quá. Đó, coi kìa, ngồi chồm hổm hết trơn rồi hả? Đó. Em có xuống đây không Thành? Dằn mấy tấm lưới xong ra lưỡi. Mình quýnh nó ngoài kia. Chứ em không xuống đây à? Đang đi coi chim ngủ. Rồi, 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 Đen có rảnh không? Mặt trời gần lặn rồi nha. Giờ mình vô lưới rồi các bạn ơi. Thôi nè. Nè bắt con này nhé nhé. Để nó đi. Đó nè. Giờ mình vô lưới rồi nha. Ép sát xuống hết đi. Nè các bạn, quá trời quá đất rồi. Rồi sụp luôn rồi, gãy cái sào luôn rồi các bạn ơi. Quá trời ơi.
dữ lắm rồi, lưới gách nó bay ra dữ quá rồi. Giữ lại giữ sào là em chắc thì chắc đi, em chắc thì chắc đi đừng có động. Dữ lắm rồi. Thôi nè. Đừng. Bây giờ trời. Em cho kỹ đi, em cho kỹ đi. Em cho kỹ hết đi. Trong cái lắm rồi. Cái này cầu 5-7 thiên gì đó nha các cô chú anh chị ơi. Lỗ gách nó ra quá trời. Lỗ gách đâu bẩn kìa. Bài đó, lỗ gách đó. Đừng lại đó phan lại đó. Rồi em ra cho kỹ nha. Rồi. Giữ lòng cái lòng nha. Rồi em là em bên hông kỹ đi, em hai bên kỹ đi. Em hai bên cho kỹ đi. Đừng cho ra em lặn á. Có chừng dội á nghe nhé. Có chỗ nào đó nó lủng đó. Có lỗ lủng ở đâu đó. Đó, lỗ lủng quay ra đó. Lủng cái nào bắt lại. Lủng cái nào chiếu lại. Đổ lồng lớn trước đại ca. Có lỗ chưa? Dữ lắm. Vô cái này chắc được 3-4 thiền rồi các bạn ơi. Cửa nào dễ đổ. Mở cái nhẹ. Mở cái đó chưa? Mở cái... Đừng có vô gì nữa. Mở cái ghe đó ra. Mình vừa thôi chứ. Từ từ đi. Hồi nãy nó ra cũng có nhiều. Ra nhiều lắm. Hả? Nhiều lắm. Ra đường nào? Ra ngay cho mình nó có nãy dưới ông vậy. Hả? Nè, ông băng ngang cái lối. Băng gọi lại hả? Nó đi qua bên đó. Dữ vậy qua. Đưa lừa từ mấy ngàn con. Gọi lại chế lại nữa. Mẹ. Đưa lại cho ông có cái lòng chứa nè. Ờ. Em nói ngủ nhiều. Em thấy kim bay bay về là nhiều lắm. Rồi heo này cho heo đi. Xuống hết cái đó. Nó bung ra, té bên. Rồi. Đúng không? Kia có mấy con buộc kia đây. Buộc lại đây, buộc lại, buộc lại cái rồi. Lại đắng cái nó lại đây à. Tày hết trơn luôn. Nó đậu trên mía kìa. Đóng ở đây rồi. Rồi tại đắng á, vòng vòng đắng lại lại đây hết đi, lại đây hết đi. Rồi này nè. Xích cho trong cứ lên cho. Quá trời tung rồi. Nè hai bên cánh á, đứng hai bên cánh á. 70 năm mà mới thấy cảnh này nha các bạn. Dữ lắm rồi, mượn quẹt coi. Kẹo con luôn rồi ha. Thôi ra nữa rồi. Lỗ gách ở đâu ra nữa. Đậu đen cỏ hết trơn nè. Không sợ. Quê đâu bay ra quá trời luôn rồi. Hai bên cánh á, hai bên cánh từ từ cho nó bay vô hả.
từ. Dữ lắm rồi nha các bạn ơi. Có gì bịt ở đâu cái bao đâu được. Ba bỏ nhỏ. Tại lấy gì thả lưới bớt chứ để lưới gãy sào nha các bạn. Tại cái sào mình yếu, đừng chặn nó vậy, em gu đi anh, em gu vậy đi. Ở bên Vũ tắn kỹ vậy ta. Quá trời, nó lủng ở trên đây nè. Đang lên. Cho món quẹt cái. Mấy cái bao bắt ra gai đi. Mấy cái bao chui vô đây nè, bắt ra gai đi. Lấy túi đi. Đổ rồi, trời ơi, cái lỗ gách đâu đây, nó bay dù ra vậy. Túi này trong cái vỏ gì, Khoan cho nhiều đi. Tẩy cho lắm rồi, nó chui cái gì đường nào á. Hả? Đứng ở đâu? Đó. Dữ lắm rồi. Từ bảo kia là xong đi, chậm kia xong rồi chậm đó, chia ra làm hai đi, làm hai ngăn này xong rồi chậm đó, chia làm hai đi. Đây. nhét vô á. Đúng rồi, ở trên bầy rồi, nó xuống nè. Đó. Quay cái cảnh đổ chìm vô nha các bạn ơi. Cảnh đổ chìm vô lòng. Buông cái tay ra. Đổ như đổ lúa luôn nè các bạn. Đổ cái gan đổ lúa. Lát nó mệt chìm. Ổng chủ yếu ổng thôi. Rồi cái đó cái bít cái miệng lại rồi. Bỏ vô luôn, thọt tay vô. Chết. Kì. Quá đã rồi nha. Tỉnh lại. Đúng nước kìa. Lấy ra đi rồi đủ vô nữa. rồi mấy con cải nó đi, còn dữ lắm nha, còn đậu hết chưa, hết rồi. Tập
Coi vô rồi gãy hết luôn rồi. Ờ vịnh nó đi. Phan lại này nè, lại này nè, lại này nè. Quá trời ơi. Có túi rồi phải không? Cho mình xin một like nha. Chui vô cổng góc mới được. Xì á. Hết lại nổi luôn rồi. Thôi khoan khoan đừng có đừng có đẹp xuống. Anh chỉ căng thôi, anh chỉ căng thôi, đừng vũ vậy. Anh căng thôi, anh đứng anh căng cái lưới vô cho thẳng thẳng nó chạy vô thôi. Rung rung có vôi đó, vừa vừa rung vừa vừa nó giạt ra. Qua bếp bên đây nè, qua bếp bên đây nè. Rồi gắt tới đây nè, đổ gắt tới đây nè, rung vừa vừa từ từ nó lên, làm quá nó nằm ở dưới luôn á. Đùa à, được chưa? Chứ là từ từ. Anh đừng có vũ, anh đừng có vũ, anh đừng có vũ. Rồi đó cho đầy cái lồng này đi. Bỏ cho lại cái lồng bự đó đi. Canh nha, anh Quân canh nha. Canh cái lồng nha. Đó, ngang dưới rồi, ngang dưới rồi, ngang dưới rồi, lên ngang trên luôn. Rồi, chừa lại lên ngang trên. Nó không à, nghe cái gần dưới nó, gần dưới nó bịch lắm à. Gần dưới chưa có con chim nào mà chưa có chứ mà nó nhiều lắm rồi đó, gần dưới đó. Rồi, xuống. Bay. Ê, bay kìa. Bay đâu? Thôi. Thôi mình gác máy mình phụ nha các bạn ơi. Bây giờ ấy quá rồi. Thì các bạn ơi, giờ mình đi quýnh chim là mình đi giỏ gì không à nha. Đó, giờ tới bãi nè, đi giỏ tắt gán không, chạy trên mặt nước không à. Đó, bây giờ tới đây phải lội vô nè, xong tới xong rồi phải lội vô mới được. Đó, đi bằng ghe này chạy ghê lắm nghe, trên mặt nước không à. Đó, giờ mình lội vô trong đó là khoảng 50 mét. Đó, các bạn thấy không, đây là gao nhúc không? Không biết gao nhúc này gao nhúc gì mà quá trời gao nhúc đây nè. Đó, ông bạn đi trước kìa, ông khỏi quận lội trước kìa. Để mình lội xiết hay mình quay cho các bạn xem nha. Khỏi quần lội lia lịa hết trơn kìa. Ngày hôm qua thì nó ngủ ở trên đây nha các bạn.
nè, hôm qua ngủ đây. Bữa nay đó, cái bữa mình quýnh á là nó ngủ ở trên cái cỏ này nè. Bữa nay nó dời qua bên kia sông các bạn á. Hồi chiều mình quýnh lưới nằm. Hồi chiều mình quýnh lưới nằm xong rồi nó về nó qua bên kia sông. Cuối cùng mình dựng lưới đứng lên mình quýnh nha. Hồi chiều mình quýnh lưới nằm á, nằm bên đây tính đâu nó về. Bữa nay nó không về mà nó qua bên sông bánh đó các bạn ơi. Nên là mình dọn qua sông. Giác này cũng 10 giờ rưỡi rồi, quýnh mới xong à. 10 giờ rưỡi mới xong, bây giờ lội ra xe nè. Mấy ảnh tải lồng chim rồi ra xe hết rồi. Để mình vô mình quay thành quả cho các bạn xem. Không cực. Lội trên rau nhút không? Rau nhút đây nè. Quá trời rau nhút. À thôi. Sao? Kìa. Đó. Ra quần luôn nha. Cái đùi trắng bóc kìa, thấy không? Đó. Rồi hết thấy gì luôn rồi đó. Giờ mình lội ra gần tới xe rồi. Đó. Đây giờ lội ra tới xe rồi nè các bạn. Để mình quay thành quả cho các bạn xem nha. Đây, một lồng. Xe này của Đại Ca Phấn. Một lồng nha. Đây là ông bạn mình nè. Ra quần luôn đó. Đây. Đây hai lồng nha. Hai lồng nữa nha. Từ trên xuống dưới luôn. Đúng luôn nha. Đây. Hai lồng nữa nha các bạn. Hai lồng nữa nha, sắt ô. Dồn. Nóng quá. Đây áo già đỏ. Áo già đỏ đạt không? Nóng. Đây. Một lồng nữa. Lồng này của Đại Ca Quân. Lồng này của Đại Ca Quân. Đó. À đây. Rồi. Anh em mình cũng xin kết thúc video luôn nha các bạn ơi. Xem video ủng hộ mình nha. À, xem video ủng hộ mình. Đây là Đại Ca Thành ở trên Bình Phước nha. Còn đây là huynh đệ của mình. Đó. Rồi. Gì mà nó còn lít. Rồi. Dạ cũng xin kết thúc video luôn nha các bạn ơi. Xem video ủng hộ dạng nha. Đăng ký kênh, like, share. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha.